tại cái lỗ của nó vừa bằng cái tay mình, sọt xuống nết chà ba lửa luôn. Mới giờ được cái đuôi nó. Trời ơi má ơi, quá rồi. Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm về cũng lâu lắm rồi, tháng mấy 2 tháng rồi mình không có đi bắt tôm bít, nó cũng ghiền. Cho nên hôm nay mình sẽ con nước cạn nè, nước rầm này nó sẽ cạn. Mình sẽ đi bắt tôm bít coi có sẽ đăng cho mọi người xem nha. Đây, mình mới vừa ra tới cầu kia, ra tới đây kiếm được hàng rồi nè. Đó. Kẹp mất cái hàng này mới hàng được rồi. Đừng nói cái hàng này chút quốc nha. Đây. Cái hàng nằm đây, gầm cho xa đi, nó dính máy. Đây, cái hàng nó nè. Trời sao cái hang nó xéo kì vậy, hang tích thì nó ngay. Mà này nó cũng hai ngách nè. Chắc nó quá, thử coi. Nếu mà cái hang tôm tích này là bự lắm nha. Nó nằm ở sát cái bờ luôn nè, hồi nãy đi ngoài không có. Mình đi sát vô đây luôn. Thử coi cái này phải hang không. Có. Ủa cái con này sao nó ở cạn vậy ta? Ôi thổi không đụng rồi. Ôi trời ơi, thổi quá đã. Ôi một con đầu tiên. Trời ơi. Vậy là nó ở chiếc máy bờ rồi, hồi nãy giờ mình đi kiếm dưới quá trời luôn mà không thấy nè. Nè, được một con đầu tiên. Hồi nãy giờ đi ở dưới, thường thường mình đi cặp mé với mé nước chứ quá trời luôn mà năm nay. Nãy giờ đi quá trời, không thấy mình đi dọc dọc bên bờ có. Nè nhẹ, nó giờ nó rút lên bờ rồi. Bốn nha. Đây, một con đầu tiên mình bỏ vô nha. Rồi tiếp tục. Đây được hang rồi, quay nó ta. Trời ơi nó ơi. Trời ơi. Cái hang bự quá trời ơi. Trời ơi nó ngã. Trời ơi. Trời ơi cái hang này có một cái là khủng lộn nè, ngắt đó nè. Trời ơi, gì như cái giếng vậy trời. Quá trời bự rồi. Hốt hang rồi được. Con này mà có một cái là khổng lồ luôn. Ây cha. Nó cứ cứng quá, cứng. Cái con lớn này nở sâu lắm, nở cả mét. Cứng ghê thiệt. Tới cái gọ của nó này. Ôi sâu dữ vậy trời. Nó vướng cái mặt. Cái này có cái giá mà xuống lẹ hơn. Dạng con này nở lâu lắm rồi. Làm ăn sâu quá. Đào xong rồi nó không có trong đây là xỉu luôn. Bây giờ tôm tích hình như là nó vô trong mé hết rồi. Ở ngoài hồi nãy giờ mình đi kiếm quá trời không thấy mà. Đặt người cái nón rồi. Tay dưới vậy. Cái vỏ rồi. Còn cái vỏ coi. Đúng rồi. Như đây. Sâu ghê thế. Mm-hmm.
tới cái gọt của nó giờ không chưa đụng nó. Đúng rồi. Chà mà cần vui. Mới lấy cái giò quẹt quẹt đụng rồi. Trời ơi, chà ba lửa luôn. Đâu rồi? Nè. Trời ơi, quái vật. Bự quá cho bự rồi. Ôi. Đúng rồi. Trời ơi, có là chết luôn. Nè, mẹ này khéo khéo. Ghê quá. Mới giờ được cái đuôi nữa. Trời ơi, má ơi, quá giật rồi. Trời ơi, nó bự. Rồi, con này hàng dứt rồi. Con này cà trên 2 lạng rồi. 2 lạng hàng mấy rồi. Trời ơi, nó sướng. Đây, mọi người xem nè. Trời ơi, trời, nó đã. Lâu, ây da, lâu má ơi. Đừng chạy, chạy đâu. Dạ. Mấy con này, thở mình bị 4 cái mình sợ quá rồi. Đẩy một cái là lúc kén luôn nè. Trời ơi, đi sướng nè, mọi người coi nè. Trời ơi, quá sướng. Hồi nãy giờ mình đi giữa máy xong á, thường ấy, nằm đi. Thường mình đi giữa máy xong á thì tâm tích nó sẽ là làm hang giữa máy xong, mà nãy giờ đi quá trời xa luôn, mới đi lên bờ này tính đi về đi bắt con khác, nhưng mà đi lên bờ mình thấy được hang cái mình lặn lặn theo ở trong trên giữa mé nè. Nhưng mà phía trước mình nghe người ta nói á là con tâm tích á, qua tháng Tết á, là nó sẽ làm hang ở trên bờ. Hang chi hồi nãy mình đi trên bờ là thấy mấy hang à. Đây được một con, quá sướng luôn ha. Quá đã luôn. Đó. Con này là hàng nhất, con này là 1 triệu mấy ký nè. Rồi. Tiếp tục bỏ vô. Cái thùng bỏ múc kia rồi. Đi, nằm đây đi em. Đó. Quay sát sát cho mọi người xem nè. Sướng chưa? Đó. Quá bự luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi giữa mé bờ mình kiếm hàng nha. Nè. Đào cái hố hú hồn chim én luôn. Đó. Rồi kiếm hang thôi. Được hang nữa nè. Phải không ta? Ủa cái hang. Ơi trời đất ơi, ông ngủ nằm đâu đấy vậy? À con này đi lạc rồi. Đọt xuống đụng nó luôn. À cái này đã cứng quá, nó làm được rồi. Bỏ. Trời ơi, con này chừng chân cái luôn rồi. Ủa. À vậy nó đang làm hang rồi. Nó đang làm hang. Hang như cái hang giống của nó mà nó xéo xéo nè. Rồi con chân cái luôn. Con này bắt rất sướng. Lùm cái đầu vô ai. Cho đem cho cái thùng bỏ để cho nó sống. Đó. Rồi tiếp tục mình sẽ đi cái con đường trên này dài cầu nha. Ở dưới giờ không có hang rồi. Bây giờ hình như lên làm ở trên không à. Này phải nó không? Hàng cọc, hàng cọc. Nè hồi nãy mình đi ở dưới mấy bờ giữa mé nước dưới không thấy một hang luôn. Bây giờ mình sẽ đi ở trên. Ở trên bây giờ nó lên trên hết rồi. Ở trên có là hàng khủng không nha. Đi tiếp tục. Nước lớn à, chỉ được có bữa nay được có 3 con à. Tháng này tình bích làm hang ít quá, bây giờ mà nước lớn là mình tranh thủ mình sẽ đi bắt một bớt cấm cá nữa, mình sẽ về làm ẩm thực luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi bắt cấm cá rồi, bây giờ mình sẽ xuống đây mình kiếm thêm mớ cấm nữa nha. Ở đây lúc trước mình có bắt một lần nè. Ở đây nó cấm bự không, cấm lớn không, hay là cấm rừng. Cấm rừng này nó bự lắm mà nó chắc theo cái con đường nước này. Để mình kiếm cái gốc nào mà nó có cái gốc cây á, nó mới cúm, nó mới làm hang nó nhiều. Giờ xuống đây đi, nước nó cũng chuẩn bị lén. Bỏ thùng đây đây.
có ba con tôm tích trên đây nè. Cái hang của nó giờ mình biết rồi, cái hang của nó giống như hang cua này không có. Rồi mình sẽ đi theo cái con đường nước này đẳng nha. Đây nó có cái hang bự quá trời, mấy cái hang cua ở phía bự sâu nữa trời. Thọt vô cái có nó trong đó. Nãy giờ đi bắt cúm mà mình thấy có dấu đào người ta đi bắt trước rồi, bắt hết trơn rồi, nãy giờ không bắt được con nào. Bây giờ mình thấy có mấy cái hàng bà kia bự quá, bây giờ mình bắt bà kia luôn nha. Hàng bà kia nè, hàng nào hết hết hồn luôn, bắt bà kia luôn. Đào mấy cái hàng này mình kiếm mấy con bự bự rồi. Cái hàng của nó hàng lòn tùm lum héo mút ở trên luôn. Nó lòn lách lòn lách cái của trên này luôn. Đây vừa cho người xem nha, trời con nào nấy là cái càng đó lợn, ui cái bả lửa luôn. Trời ơi con này càng có lợn luôn trời. Cái này thì mình không biết là cái con này là ba khía hay chủ nữa nha. Này càng đỏ trời hình quá, gầm cua là thấy muôn nụ vậy. Gầm cua thì nào nó buông càng thôi. Tắt màn hình đó. Nè càng đỏ nha, có người thì kêu ba khía, có người kêu chủ, mình không biết cái con này là tên gì nữa đó. Rồi kiếm bậy mới này, cái này là chắc lắm nha. Chụp mồi vậy nó kẹp à. Buồn buồn dám kẹp tao hả mày, con này lên cái bự không mà nè, nở sâu quá trời sâu. Càng ngày càng dút xuống. Ào lên hết cái tay lại. Kéo từ từ là nó dục càng. Đó. Ôi. Trời ơi. Cũng nhỏ đâu có lớn mà. Nó nằm ở dưới luôn rồi trời. Nhưng mà đặc biệt mấy con này nó chắc lắm nha. Để chút xíu mình rửa cho mọi người xem. Giờ đây không có nước. Trời sâu dữ rồi. Ôi giời, con ây da, trời ơi. Con này bự ghê. Ở sâu. Thấy ghê thiệt. Trời ơi, con dính cái tay dưới lưng mình hết. Nước đất. Cái con này nó bự. Tại cái lỗ của nó vừa bằng cái tay mình. Sọt xuống nết. Chà bá lửa luôn. Để chút xíu mình rửa. Cái con này bự lắm. Mấy con này ngon lắm, nó chắc lắm. Mà điều cái mình bắt cực quá. Nó nằm trong mấy cây không. Rồi tính bắt về đây mình bắt mớ cúm đá mà người ta đi bắt trước rồi. Không có bắt được con nào. Giờ tính qua bắt mớ bào khía nhưng mà nó ăn vô mấy cái dễ cây á, khó bắt quá, bắt cái tay không được mấy con à. Thôi mình sẽ đi về, bữa nay mình sẽ ngồi xem mình này mình bắt được bao nhiêu con tôm tích nha. Đây ủa cái con này nó sướng nè, đã chưa, con này thì nằm tầm cỡ 2 lạng 2 lạng mấy nha, nó sắp đi rồi, nó còn ngoe đó. Đó còn sống nha, đó một con tích. Rồi biển bà kia nó kẹp luôn rồi. Đây hai con tôm tích, mình bỏ chỗ này cho mọi người dễ xem nha. Đây trời ơi kẹp kẹp vô cái đầu luôn nha. Đây ba con, chung là bữa nay chỉ được 3 con tôm tích thôi.
đó. Cái này thì nói chung là cái hàng này thì nó ba chừng chân trái, nhưng cái này là hàng nhất. Ở hai là hai mấy quá ngon ha. Cái này được 4-5 ngón ba khía gì đó. Bắt dùng xem bắt ra nó bò. Cái con này đặc biệt nó nằm dưới hàng này chắc dữ lắm nha. Ba khía càng đỏ, mà không biết cái này trụ hay ba khía nữa, mình cũng chẳng biết đó. Nhưng mà cái con này là chắc dữ lắm đó. Con này nó chắc là như là con mấy con cúm vậy đó. Bắt được mớ mà tay không bắt không được, nó lòn lách xuống mấy dĩa cây bắt không được đó. Được có mấy con ba khía ba thành tích quá ngon. Thì nói chung là bữa nay con cũng không có được nhiều, chỉ được có mấy con tầm tích với mấy con bà kia thôi. Rồi chắc mình sẽ đi về nha, tại vì trưa rồi, đói bụng quá rồi. Thì mọi người thấy hay cho mình xin một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ và một lượt like nha. Rồi hẹn mọi người cái video sau, chào tạm biệt.